Ok, xin chào em, chào mừng trở lại với kênh của mình và mình đã quay trở lại em đây. Vâng, vẫn là mình đây em ạ, vẫn là HCMA của anh em đây. Thì đến hôm nay mình mới có thời gian mình mượn được con nick của Hải anh em ạ. Vì nhiều lý do là hai múi giờ nó khác nhau, đâm ra là cái chuyện gọi là inbox và xét tin nhắn và thời gian rảnh nó khác nhau hoàn toàn anh em ạ. Thì hôm nay nhân tiện An đi lên server thì mình cũng inbox, mình gọi là ngỏ lời mình mượn ác luôn anh em nhé. Thì đôi khi là mình cũng mượn khá là lâu rồi nhưng mà đến hôm nay mình có thể là mới có thời gian làm anh em ạ. Và nhân tiện đây được cái danh hiệu Chí Tôn mình khá là vui. Để mà nói cái câu chuyện gọi là Chí Tôn thì Hải gọi là lấp bóng ở Liên Xe Vở khá là lâu rồi, thì hôm nay thì qua được cái xác của mình thì mình khá là yên tâm và khá là vui mừng anh em ạ. Thì ngày xưa thì mình cũng có nói với Hải là đến bao giờ mày mới được Chí Tôn. Thì ngày xưa Chí Tôn thì cũng có hai lần mình nhường Hải, thì Hải nó khá là vui, là một cái gì đó nó động lực để em để phát triển. Thì đến hôm nay chính tay gọi là em lấy gạt được mình khá là vui và qua được cái bóng của mình khá là ok rồi anh em ạ. Nhưng mà có thể là do hiệu ứng chẳng hạn đấy. Thì đến hôm nay thì mình không biết là mình nên nói là chùm hỏa lên server hay là chùm hỏa là sương mù, thì để mà nói thì cái đấy nó chẳng còn ý nghĩa gì đâu anh em ạ. Đấy, mình khá là vui mừng rồi. Thì để mà nói cái chuyện mua trong làng nó là một cái gì đó là phát triển làng nhé bạn, chứ một cái làng Yên Bình nó không vui vẻ là mấy đâu. Ai cũng tự nhận mình là mạnh, nếu mà không có ua thì ai cũng tự nhận mình là mạnh đấy. Thì ra đi server nó là một cái gì đó khá là bỡ ngỡ. Thôi thì anh em cứ tập ăn hành ở trong làng rồi ra đi server nó thành quen thôi đấy. Thì mình với Hải thì nói chung là anh em cũng biết rồi, mình bản thân mình thì mình chả bao giờ mình ua, và ua từ ngày xưa đến giờ mình chả bao giờ mình dính, mình chả bao giờ mình dính níu đấy. Thế nên là đôi khi thì cái chuyện làm video của mình khá là dễ dãi, mình có nói gì nó khá là vui vẻ thôi đấy. Ok, thì đến hôm nay mình mượn được con nắc của Hải khá là vui rồi đấy. Mình không biết mình nói gì nữa tại vì là hôm nay mình khá là ốm và có thể là mình mất giọng rồi anh em ạ, mình mong anh em xem anh em thông cảm đấy. Thì để mà nói thì hôm nay thì con nắc này ngon được 1318 phút rồi, là anh em phải biết cái thời gian là mình đang làm video khá là muộn rồi. Thì khoảng danh là 302 anh em nhé, cấp chế tạo 511, hoạt lực hết rồi. Đấy thì để mà nói thì một con ắc đang trong quá trình phát triển thì đồ đạc thì chẳng có gì để mà review anh em ạ. Đấy, có nói chuyện vui vui thì nói thôi. Đây thì mình nhìn đây là mình đã biết rồi. Đấy, hoạt lực thâm này, đánh bài này, và bạc khóa và túi này. Trong túi thì nói chung chẳng có đồ gì cả. Trong dương đồ thì nói chung là trong quá trình đang phát triển con ác, có gì làm đó, có gì chơi đó, là anh em phải biết là đồ đạc không thể nào để mà sâu được. Đấy, anh em nhìn anh em biết thôi. Thế nên là hôm nay cái video này thôi thì mình cũng chả biết review gì cả, anh em nhìn anh em đã biết rồi, thấy không? Đấy, bên cậy nó ok. Kỳ mỹ thú hai mã giác và một san hô. Đấy, mình đang rất khó chịu về họng anh em ạ. Tâm trạng này anh em xem anh em thông cảm giúp mình nhá. Có thể trong video mình xin phép mình cốc nước anh em ạ. Mình đang rất là khó chịu nhưng mà thôi mình vẫn cố làm video anh em. Mong anh em ủng hộ giúp mình thôi chứ mình chả còn mong gì hơn anh em ạ. Thì thôi mình bật anh em ạ, thằng nào hết MB. Ok, thì mình tranh thủ mình làm video thôi tại vì cũng đêm rồi. Hải cũng có nói là bỏ anh nhanh nhanh làm video em, đi cấm thuật này em vẫn chưa đi tại vì là vì lý do là x2 của hoạt động lên server tuần này nó bị lỗi anh em ạ, nên ra là phải tận 12 giờ đêm mới bắt đầu phát x2 và khi đó sẽ bù anh em nhé. Ok, anh em xem đến đây thì hãy cố like và subscribe kênh giúp mình nhá. Đấy, nó là free mà anh em. Rồi, ok, thì để mà nói nữa nhỉ, không biết nói gì luôn anh em ạ. Trong online chẳng biết là anh em giấu bài không, mà trong online là top toàn thua mình thôi anh em ạ, top lô đài toàn thua mình thôi. Đấy, nhưng mà thôi, cố gắng em ạ, được mẹ. Tầm này thì chắc mình cố làm. Tầm này thì anh mắc đồ rồi, anh chẳng còn gì để lên nữa. Mà có lên thì cũng từ từ, chắc là mình phải comeback đầu tư rồi anh em. Cứ để các em nó gọi là bật thì đáng buồn anh em ạ. Thôi thì trong làng bảo kê lẫn nhau chứ bây giờ biết sao rồi anh em. Ra ao làng gọi là
em có thể thua nhưng mà Sunny Silver bao nhiêu con mắt họ nhìn vào nó là một cách để giao tiếp anh em ạ. Chí tôn, chỉ có chí tôn mới nói nên được điều đó thôi anh em ạ. Thôi chắc là công nhận hôm nay hiệu ứng cũng nhiều anh em ạ. Mình thì mình không xem được cái trận đấy nhưng mà thấy anh em kể mình khá là kinh dị. Thấy Bình BK ác mình bảo là thế ăn băng nhiều với cả ăn hiệu ứng nhiều phát chết luôn. Đấy, mình biết ác mình nhỉ, bây giờ nó bị dấp dúi rồi gì anh em ạ. Cứ hiệu ứng phát là ôi thôi cụ đi anh em ạ. Đấy, thật sự là không biết phải cơ duyên hay không nhưng mà mình nghĩ cái gọi là động lực của mình nó là một cái gì đó, nó là phát huy cho những anh em khác họ gọi là đi lên anh em ạ. Chứ bây giờ anh em bảo làm trùm rồi thì các anh em khác nó chả còn động. Ví dụ nhá, bây giờ có thể là mình bất bại đi, mình cảm giác mình cảm thấy nhàm chán và anh em họ đi lên và mình cũng phải phát triển thôi, chứ để như thế này mãi họ không thể nào mạnh được. Đấy, và khi đó là game nó cũng hết động lực, có chịu của anh mà người đang ngứa cổ anh mà thôi vẫn có chuyện anh em ấy. Ok, mình cũng được tiếp rồi. Thì bây giờ thì mình cũng là thằng ngược lại nhỉ, mình cũng là thằng ngược lại, mình gọi là đang bị gọi là đi xuống nhau, bây giờ mình phải cố gắng mình đi lên. Nó là một cái trò, gọi là một trò chơi và một cái vòng nằm anh em, chỉ có như vậy thì game mới phát triển và chỉ có như vậy thì gọi là nó mới vui được anh em ạ, nó mới vui được. Cũng như kiểu bây giờ Sơn và là hôm nay mình cảm thấy là hệ Phong đang cảm giác là mạnh đến đúng lôi đấy, thì mình cũng chả bao giờ mình đánh giá cái meta này nó một cái meta gọi là sai lầm cả, tại vì là mình cũng đang cố gắng, cũng đang làm một cái gì đó. Ác mình không phải là mạnh mà là do ác mình có nhiều sức kháng đi, thế nên nhiều anh không thể là nói mình cái này cái kia cũng được đấy, thế nên là mình cũng cảm thấy khá là vui đấy. Hệ của mình thật sự là để mà nói thì anh em có thể nói ác mình mạnh đi cũng được, nhưng mà mình biết nên khách hàng, biết chọn khách hàng thế nào là hợp lý, nó là một cái chuyện đấy. Nhưng bây giờ ác Hải mình cảm thấy là khá là mạnh, thì cái chuyện là em mới biết sắp xếp xếp đồ, biết lên đồ, không phải là sắp xếp, tại vì là cái lên đồ ngày xưa ấy đấy, bây giờ lên được viên nó mới khỏe anh em ạ. Đấy, mình thì bây giờ hôm nay mình làm video khá là vui nên là mình không biết nói gì ngoài nói đi nói lại dăm ba câu, nhưng mà thôi nói thế nào đi chăng nữa video này cũng xin chúc mừng Hải. Hồi trong khi mượn hích Hải thì Hải cũng có bảo là hệ lôi tuy không bị tương khắc nhưng mà em cảm thấy hệ lôi rất là khỏe, nhưng mà thôi nói chung là hôm nay anh làm video thì anh cũng có thể nói là Sơn đợi đấy, em đợi khi em hoàn thiện thì em gọi là sẽ đánh bại, tự tay em đánh bại, không phải nhờ một ai đó can thiệp chẳng hạn. Thì mình nghe là câu này bị khá là vui, tại vì là cái bản thân mình và Hải không ngu với nhau đấy, anh em đôi khi nói rất thật. Và ngay bên cạnh Boba Tem cũng thế, đôi khi Boba Tem cũng hay nói mình là mình gọi là phản tộc, mình đi chơi với người khác thì mà không, mình lúc nào cũng hài hòa với các tốt, là lúc nào cũng hài hòa với các tộc, bao nhiêu ua bao nhiêu các thứ thì mình chả bao giờ mình quan tâm anh em ạ. Đó là cái gọi là chuyện chơi game của mình đấy, tại vì công việc ngoài của mình nó khá là nhiều thứ, khá là bộn bề rồi, mình không thể nào mình gọi là đi chửi nhau, mình không thể nào mình gọi là đi gọi là chấp nhận cái chuyện trong game được anh em ạ. Đấy, thế nên là anh em phải thông cảm giúp mình và cái chuyện gọi là làm video nó quay đi coi lại một chủ đề, nó không có một cái chủ đề bổ ích hoặc là chủ đề nào khác, thì mình cũng gọi là mong em thông cảm, tại vì là công việc của mình và thời gian của mình làm video là mình khá là vui, mình được anh em xem mình khá là ok rồi. Đến bây giờ thì nói chung là mình cảm thấy là mình cũng chả còn gì để mà nuối tiếc nữa anh em ạ. Thì ngày xưa là mình chơi thì thôi thì vì cái làm mình cố gắng, nhưng mà đến hôm nay để anh em phát triển, anh em mạnh lên, mình cũng rất vui rồi, chả cần nói gì nữa. Đấy, thì hôm nay thì nói chung là giọng của mình đến gọi là đến bây giờ thì anh em nghe có thể anh em cảm thấy gọi là mất giọng, nhưng mà thôi mình cũng xin phép mình dừng video tại đây. Chúc em có một ngày vui vẻ tốt lành, hạnh phúc bên gia đình, và anh em khi xem video này like, subscribe kênh của mình. Cảm ơn anh em, bye bye, chào anh em.